Xin chào quý vị và các bạn. Cũng khá là lâu rồi, hôm nay thì có dịp ghé thăm lại vườn cảnh của anh Nam Tấn. Lần này thì vừa nhập đậu cũng là hai cái siêu phẩm hoa ru, hay còn gọi là cây trà trán theo từ của địa phương. Hai cây này thì có cái hình dáng kích cỡ lớn. Chúng ta cùng đến và chiêm ngưỡng cái tác phẩm đầu tiên, cây hoa ru hay còn gọi là trà trán. Như cây này thì mình chia sẻ cái thông số cơ bản thôi để cho các bạn chúng ta hình dung và tiện liên hệ giao lưu. Những phôi lớn như thế này thì để mà xem chi tiết thì các bạn nên đánh trực tiếp tại vườn cảnh của anh Nam Tấn. Địa chỉ là gần Ủy ban Nhân dân xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Chúng ta như cây này thì hoành bể sát mặt chậu là 9 mét. Chiều cao từ mặt bào lên là 4 mét rưỡi. Cây này thì hiện giờ đã sống khỏe rồi. Cây này cho hoa rất là đẹp. Hai lúa là được biết thì tìm hiểu thì một số các bạn cho cây cảnh bên đất nước Kinh Đô thì gọi là cây hoa ru, còn theo từ ngữ địa phương Quảng Ngãi và quê hương của hai lúa thì gọi là cây trà trán. Mà hoa của nó thì chùm hoa màu hồng, hoa hồng đậm. Đây là lo. Hiện giờ thì cây sống rất là khỏe rồi. Nhưng mà kích thước lớn. Đến hôm nay thì Nam dâm ủ 3 tháng rồi. Sức khỏe của cây thì các bạn cũng hết sức yên tâm. Chúng ta chuyển đến cây thứ hai. Cây này thì hoành bệ của nó là 8 mét, chiều cao từ mặt bào lên cũng 4 mét rưỡi. Dòng cây cổ thụ như là cây này là tuổi đời, không thể nó cụ thể được, khó lâu từ đời ông. Có những vị trí mà nó u cục. Các bạn quan tâm tới cái dàn hoa ru này thì có thể đến tại Bình Trị, Bình Sơn, Quảng Ngãi, cụ thể là tại vườn của anh Nam Tấn gần trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Bình Trị. Chúng ta tiếp tục cùng chiêm ngắm những tác phẩm. Khu vực này là chủ yếu là những phôi dúi có. Cây này ôm viên đó. Hiện giờ thì Nam đang
bổ dưỡng cho cây nó là cha. Những tác phẩm này thì nếu thật sự anh em nào quan tâm thì đến tại vườn cảnh của anh Tăng. Những cây cả đại là cây khế. Cây đùm bóp khế chua. Tiếp tục cũng là một cái khế. Cây này thì ta có thể cắt lùng lại xíu được, bởi vì mà cắt cũng không đáng kể lắm. Có bể cũng tương đâu. Tiếp theo mời các bạn thưởng thức cây thanh tà núi. Cây này thì hoành gốc ở dưới là hơi trầm hơn. Chiều câu từ mặt bào lên là cây này thì sống khỏe này, tại cảnh tiếp tục cũng là một cây thằng tà núi. Cây này thì hơi thăng. Khu vực này có một cây quang khá đẹp. Wow.
Ui, cây xanh là lớn. Dạ. Có một số năm điền. Phô này cũng phô năm điền á anh Nam.